Thế trẻ Việt Nam bây giờ các em nên chú ý một chút là trong tương lai đó các em sẽ thích đá banh không? Mấy đứa nhỏ Việt Nam thích đá banh, mấy đứa sẽ đá banh với mấy anh dưới ồ mặc sức mà đá lừa cho đã, tại mấy anh đó cẳng nó nhỏ lắm, nó dẻ đồ cũng hay lắm, thì lúc đó là dẻ vậy đó. Còn còn bây giờ mà cứ chạy theo mấy cái náo nhiệt của Việt Nam hay showbiz rồi đó, phải bớt lại, bớt thời giờ cái đó lại, tập trung vào cái sự chết chóc của mình, gia đình của mình sẽ xảy ra chuyện gì ngày mai. Đừng có ăn hiếp những người cô thế, mình giàu cho mình con cháu cha hôm nay á, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, nghe mấy con. Giàu cho cố ông nội mấy con á, là Lê Dĩnh hay là gì ta, mấy ông bự ngày xưa đó, Phạm Nhân Đồng gì gì đó, thì tới đời các con là cũng hết rồi đó, hết phước rồi. Trừ khi mấy con nó biết cơ vận thì các con biết được thời cơ. Khi các con biết thời cơ, các con vận dụng thời cơ để lập ra cơ đồ trong tương lai. Trong tương lai nước Việt sẽ thay đổi, sẽ không còn thể chế cộng sản nữa. Đó là lời thật, việc thật. Mà mấy con muốn thích hợp với một cái thể chế mới á, mấy con đừng có chửi là bố láo ba que. Tại vì cờ vàng ba sọc đỏ, đó là bề trên đã chọn. Cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng, treo lại dinh độc lập. Nó không phải là chính trị, chú không phải là chính trị, chú là người ở bề trên. Cái trái đất này á, là của đó, những cái người gọi là thiếu phước cho nên ở lại trái đất này. Chú là người ở ở tầng trời 36, chú xuống đây để mà nhận lệnh của cha, để mà cứu các con, cứu nhân loại, chứ nó không có liên quan gì nhiều với chú. Nhưng mà vì chú thương các cháu, thương cái trái đất này cho nên mới ngồi ở đây chót chót. Các con có vô minh một lần, hai lần, ba lần chú xin được, nhưng mà các con vô minh nhiều quá cũng hơi khó đó nghe con. Đó là lời thật, việc thật. Gán đi, gán bình tĩnh lại, phải tập ngồi thiền lại để coi cái ông nội này ông nói làm sao, ông nói có hữu ích không. Chú mang xác phàm nhưng mà cái hồn của chú không phải người phàm, thì tại vì các con chấp tướng, chấp tướng là nhìn cái này nè thì cứ nghĩ là vậy thì từ đó các con sẽ sai á, sai lớn á. À, thấy vậy mà không phải vậy. Mấy con cứ nhìn lại đi, cứ coi lại những cái clip cũ, những gì chú thương nước Việt, báo tin cho nước Việt là tiền thành tiền giấy đó. Hôm nay có đúng như lời chú nói không? Y chang luôn. Nhà cửa bán rẻ bán tháo không ai mua. Cái tiền giấy, nhà băng á, bây giờ á, nó cũng chẳng có tiền đưa cho mình nữa, nếu mình bỏ vô lơ mơ không còn đồng nào á. Ok, thì hôm nay bị hư cái khúc đầu cũng cả biết bao lâu. Làm lại cái livestream mới. Nãy giờ cũng những gì muốn nhắn nhủ thì cũng đã nói lên rồi. Chủ yếu hôm nay mình nói về cái đề tài chiến tranh, và chủ yếu hôm nay Kiệt khuyên tất cả mọi người mỗi ngày lập cái bàn thánh ở ngoài sân á, xin cha xin mẹ xin các chư vị, để cho những ngày kế tiếp chiến tranh sớm qua mau và bớt sự giảm sự chết chóc, giảm sự đổ nát. Ok.